Đã từ lâu, những sản phẩm gốm Bát Tràng được chế tác tinh xảo với màu men đặc trưng đã trở nên thân quen với người dân Hà Nội. Thân quen đến nỗi, không khó để bắt gặp sự hiện diện của nó nơi góc phố hay trên các kệ hàng. Gốm Bát Tràng cũng đi vào những câu ca dao quen thuộc, ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch Bát Tràng về xây. Về phía đông nam, làng gốm Bát Tràng nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng thơ mộng yên bình. Đến với Bát Tràng, một làng nghề truyền thống đã tồn tại và phát triển trong suốt hơn 500 năm nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh lao động sản xuất của người dân nơi đây. Trong hành trình tìm về làng gốm cổ truyền Bát Tràng, chúng tôi may mắn tìm được bạn đồng hành là Nhã Phương, một cô gái sinh ra và lớn lên tại đất gốm. Phương hiện đang là sinh viên khoa gốm, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Phương dẫn chúng tôi đến thăm xưởng sản xuất của gia đình mình, một trong số những xưởng gốm vẫn ngày ngày nỗ lực nhằm lưu giữ và phát triển nghề truyền thống của cha ông bao đời nay. Đây là một xưởng gốm rất nổi tiếng trong làng bởi kỹ thuật sản xuất cao và sự phong phú về chủng loại sản phẩm. Ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm, xưởng còn quan tâm đến việc đào tạo tay nghề cho lớp thợ trẻ, góp phần phát triển đội ngũ nhân sự cho làng nghề trong tương lai. Làng Bát Tràng là một cái làng có nghề truyền thống lâu đời này, và gia đình tôi thì cũng là một trong những gia đình của làng phát huy cái truyền thống nghề của cha ông, và gia đình chúng tôi thì cũng đã sản xuất những sản phẩm và làm sao đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường cũng như là cái đảm bảo được cái sản xuất kinh doanh và đảm bảo lợi nhuận trong cái cuộc sống, và chúng tôi cũng cố gắng phát huy cũng như là ứng dụng những cái công nghệ tiên tiến khoa học để làm sao cái sản phẩm này mang được chất lượng cũng như là đem được cao giúp cho cái gia đình của mình. Để làm ra một thành phẩm gốm hoàn chỉnh, người thợ gốm phải tiến hành qua các khâu xử lý và pha chế đất, tạo dáng sản phẩm, tráng men, trang trí hoa văn và cuối cùng là nung sản phẩm. Điều quan trọng đầu tiên để hình thành nên các sản phẩm gốm tốt là nguồn đất sét làm gốm. Đất được sử dụng phải là đất sét trắng mịn, chịu nhiệt cao. Đất này sau khi được lọc bỏ tạp chất sẽ được pha chế tùy theo đặc điểm của từng loại gốm. Một trong những khâu quyết định trong quy trình làm gốm đó là tạo dáng sản phẩm. Thợ làm gốm xưa kia phải làm bằng tay trên bàn xoay. Nhưng nay, với sự trợ giúp của máy móc và công nghệ tiên tiến, công việc này trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nó vẫn đòi hỏi người thợ phải có trình độ kỹ thuật cao và sự cần mẫn, say mê sáng tạo.
sản phẩm mộc sau khi được tạo hình hoàn thiện sẽ được tiến hành phơi nắng cho khô, sao cho không bị đứt nẻ, không bị thay đổi hình dáng. Khâu đặc sắc nhất trong nghệ thuật làm gốm Bát Tràng phải kể đến là quá trình tráng men. Vâng, làm gốm này thì cũng cái làm men này là cũng một trong số những các khâu là quan trọng đối với cả làm gốm Bát Tràng. Và gốm Bát Tràng thì nhiều nơi, nhiều các làng khác là không thể bắt chước được làm gốm nhà Bát Tràng, bởi vì mỗi cái một cái thì khác nhau. Sau khi lớp men khô, người thợ sẽ dùng bút lông vẽ trực tiếp các hoa văn họa tiết lên sản phẩm hoặc sử dụng các kỹ thuật bổ trợ như đánh chỉ, bôi men chảy màu, vẽ men màu để trang trí sản phẩm. Sản phẩm gốm sẽ được tu sửa kỹ lưỡng lần cuối trước khi đưa vào lò nung. Những sản phẩm này sẽ được nung ở nhiệt độ 1300 độ C trong một khoảng thời gian từ 8 đến 10 tiếng, sau đó phải trải qua quá trình để nguội tự nhiên mới thu được thành phẩm cuối cùng. Sau khi hoàn thiện, các sản phẩm gốm sứ của xưởng sẽ được đóng gói và vận chuyển đến các địa điểm tiêu thụ. Một trong số đó là khu chợ gốm của làng nằm cách đó không xa. Chợ gốm Bát Tràng hiện có hơn 1.000 gian hàng nằm trên diện tích 5.000 m² của công ty cổ phần gốm sứ Bát Tràng. Chợ gốm không chỉ là nơi trưng bày và tổ chức các cuộc giao thương, mà người dân Bát Tràng còn hy vọng chợ gốm sẽ trở thành điểm đến thu hút được đông đảo khách tham quan, qua đó nhằm giới thiệu gốm Bát Tràng đến rộng rãi mọi người. Quan sát của chúng tôi, các sản phẩm được bày bán tại các gian hàng trong chợ đa phần là các đồ gốm sứ trang trí trong nhà được chế tác một cách tinh xảo. Cũng hay thường xuyên cùng bạn bè đến đây để tìm mua mấy món đồ nhập sinh xinh về để bày trong phòng. Bạn thấy đồ các đồ Bát Tràng có đẹp không? Ừ, mình thấy ở đây có rất nhiều đồ và mẫu mã đẹp ấy, và cũng có nhiều kiểu trang rất là lạ mắt. Gốm Bát Tràng xưa nay mang một phong cách đặc biệt, không hề lẫn với gốm sứ các địa phương khác. Mỗi sản phẩm gốm Bát Tràng đều thể hiện tài năng sáng tạo, sự công phu của người thợ được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Theo lời của tiến sĩ John Guise, giám đốc viện bảo tàng tại London, gốm sứ Bát Tràng đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật và kỹ thuật chế tạo gốm sứ Việt Nam. Các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng ngày nay được phân phối tiêu thụ một cách rộng rãi. Đến thăm làng gốm Bát Tràng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, cũng thấy làng quê này luôn luôn sôi động. Từng chồng hàng gửi đi xa được đóng kiện một cách cẩn thận. Từng chuyến xe chở hàng đến các điểm tiêu thụ đang bon bon trên đường. Gốm Bát Tràng rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Nó được lưu hành trên khắp mọi miền đất nước và được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Theo số liệu thống kê mới đây, trung bình mỗi năm Bát Tràng xuất khẩu từ 4 đến 500 container, ước tính giá trị vào khoảng 4 đến 5 triệu đô la Mỹ. Các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng giờ đây không chỉ đơn thuần được sử dụng giới hạn trong đời sống quen thuộc hàng ngày của mỗi một gia đình, mà nó còn được sử dụng để làm đẹp thêm cảnh quan cho thủ đô Hà Nội, với một công trình hết sức có ý nghĩa, con đường gốm sứ ven sông Hồng. Con đường
đường gốm sứ là một tác phẩm nghệ thuật mang giá trị văn hóa cao để chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Là một người con xứ gốm, tôi hy vọng có thể mang con đường này trải dài khắp các nẻo đường Việt Nam. Có thể nói, gốm Bát Tràng đã không còn dừng lại ở giá trị vật chất, giá trị thẩm mỹ, mà nó đã trở thành một giá trị tinh thần, giá trị văn hóa không thể